Một vùng rực trời hoa gạo là tập sách mới nhất của nhà văn Mã A Lệnh vừa được xuất bản vào dịp cuối tháng 7 vừa qua. Tập bút ký là những ký ức của nhà văn về một Lào Cai còn bộn bề gian khó trong những năm đầu tái lập, nhưng đã đổi thay, phát triển từng ngày. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa mà ông muốn gửi tới bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. 30 năm với nhiều người chắc là có ý nghĩa, nhưng mà với tôi thì lại đặc biệt ý nghĩa. 30 năm mình không xa rời được với cái mảnh đất quê hương của mình. 30 năm ấy, quê hương của mình lớn mạnh, phát triển. 30 năm thì bản thân tôi cũng ra được nhiều tác phẩm. Sức sáng tác tạo của nhà văn Mã A Lệnh là phải nói là một sự phi thường. Bởi vì như thế này, với một người tuổi cao như thế, thế xong những năm nào cũng ra một đến năm đầu sách, thì đây là một điều mà kể cả là những người sáng tạo của bọn tôi cũng thấy là đây là một sự tuyệt vời. 55 tập sách là gia tài của nhà văn Mã A Lệnh cho đến thời điểm hiện tại. Ông sáng tác nhiều thể loại khác nhau như ký, tản văn, truyện ngắn, truyện thiếu nhi, nghiên cứu, sưu tầm. Và dù ở thể loại nào, ông cũng luôn đau đáu về xứ sở quê hương, về vùng đất và con người miền núi, trong đó có dân tộc Mông của ông. Trong suốt sự nghiệp văn chương, nhà văn Mã A Lệnh đã dành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc sưu tầm, nghiên cứu vốn văn hóa, văn học dân gian dân tộc Mông, với 12 tập sách đã xuất bản. Mình viết để giới thiệu cái nền văn hóa của mình, nội dung của những nét văn hóa của mình. Và bây giờ mở rộng thêm cái nền văn hóa đó là văn học viết. Tôi cố gắng vươn mình lên để thành một tác giả văn học. Và tác giả văn học đó là từ trong tộc người Mông của tôi ra. Từ một cậu bé người Mông sinh ra ở vùng núi Trung Trải Sapa, heo hút, quanh năm mây phủ, nhà văn Mã A Lệnh đã bước ra con đường lớn, đi học chữ, học làm thầy, rồi theo đuổi sự nghiệp văn chương và trở thành một cây bút gạo cội của văn học Lào Cai. Giờ đây, đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng nhà văn Mã A Lệnh vẫn bền bỉ học, vẫn bền bỉ đọc và sáng tạo không ngơi nghỉ vì tình yêu với văn chương, vì cộng đồng 25 dân tộc anh em.